Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bất ngờ ập đến. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số, đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri tiết lộ tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, đón chọn lộc trời, cực may, cực đỏ, thổi bay vận hạn, đạp hết vận đen, vượt lên số phận, đổi đời cực mạnh. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, giàu nhất vùng thiên hạ. Quý vị thân mến, có lẽ ở độ tuổi gần 60 của cuộc đời, nhiều cô bác anh chị ở đây chắc hẳn có sống trong thịnh vượng, dư giả, an nhiên, tận hưởng cuộc sống đủ đầy, du lịch đi đó, đi đây. Thế nhưng ngược lại, thì cũng có những người lại cơ cực, nghèo khó, làm lụng vất vả mãi cũng không thể nào ngóc đầu lên được. Đã nợ nần chồng chất, lại cộng thêm bao việc lớn nhỏ trong nhà như dỗ chạp, cưới hỏi, việc hiếu, việc hỉ, việc to, việc nhỏ đều phải gánh vác. Mỗi đêm về họ lại nằm vắt óc suy nghĩ xem không biết bao giờ ông trời mới thấu tỏ được nỗi niềm của họ mà ban cho họ cơ hội đổi đời. Và với quý cô bác anh chị tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, đã vất vả nửa đời người, như vậy là quá đủ rồi. Và hãy yên tâm rằng, đúng tháng năm âm lịch này, quý cô bác anh chị chỉ cần nắm rõ được vận trình và có hướng đi đúng đắn, thì chắc chắn cuộc sống từ nay về sau sẽ viên mãn và đủ đầy. Lộc lá vô cùng, tiền bạc ào ào đổ về như nước lũ, sung sướng tột độ và không cần phải lo nghĩ gì cả. Vậy những cơ may mà bản mệnh nhận được trong tháng là gì? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng năm âm lịch của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Mậu Thân với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng năm âm lịch là tháng Canh Ngọ hay là tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông, loài hoa biểu trưng cho sự cao quý. Hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng năm âm lịch là tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn, có thiên can là canh, địa chi là ngọ, cẩm tinh con ngựa. Ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Mậu Thân âm lịch thấy rằng nhiều khó khăn ập đến với người tuổi Thân, đòi hỏi bạn phải thực sự cố gắng vươn lên, chớ nên nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng. Nếu bạn bỏ cuộc thì công lao từ trước đến nay đều đổ sông, đổ biển. Dưới ảnh hưởng của sao bệnh, con giáp này thường xuyên thấy mệt mỏi, không có tinh thần làm việc. Thái độ làm việc đối phó, lơ là có thể khiến cho bạn phải mắc những lỗi sai đáng tiếc hay nghiêm khắc hơn với bản thân mình. Đồng thời, nếu cảm thấy việc nào vượt quá khả năng của mình, thì nên chủ động nhờ đến sự giúp đỡ của người khác để nhanh chóng giải quyết, chớ nên im lặng cho qua. Việc làm ăn cũng vướng phải nhiều khó khăn, bạn thường xuyên chậm chân so với đối thủ, khiến các khoản lãi lời chẳng được như xưa. Lượng khách hàng cũng có dấu hiệu sụt giảm, thêm vào đó, bản mệnh cũng phải dễ tốn tiền cho các hoạt động thuốc men, khám chữa bệnh, khiến khoản tiền vốn đã eo hẹp lại càng eo hẹp hơn. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều khởi sắc, thậm chí rơi vào cảnh ảm đạm, vợ chồng bạn chỉ quan tâm đến việc của mình, không quan tâm đến nhau, nên mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt. Nếu không biết trân trọng những gì mình đang có, tìm cách hàn gắn, thì tương lai bạn sẽ rất phải hối tiếc đấy. Người tuổi Mậu Thân mang mệnh đại trạch thổ. Đại trạch thổ là dạng vật chất hình thành do tự nhiên, nên họ yêu cuộc sống tự do, họ không thích bị câu thúc, những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa,
điềm tĩnh của người mệnh thổ kết hợp với sự linh động giỏi, ứng biến, không quá cố chấp, bảo thủ nên họ thường đạt được hiệu quả cao. Lòng người thường hướng về ủng hộ là dạng đất đai tự nhiên cũng như bản tính vốn có. Những người mệnh này thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Họ rất tin số mệnh vì chịu quy luật biến thiên của địa chất nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh, thiên nhiên, thiên thời, địa lợi ảnh hưởng, tác động nhiều. Đại trạch thổ có một nỗi buồn trải dài theo thời gian vì những sự biến động bãi bể, nương dâu tác động mạnh rồi nhân tình thế thái, vạn vật thay đổi. Đại trạch thổ có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng năm âm lịch. Sau tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về phương diện sự nghiệp, cục diện tam hợp chắc chắn sẽ đem tới nhiều tin mừng cho người tuổi Mậu Thân. Thời điểm này, bạn có thể mạnh dạn đưa ra những kế hoạch tham vọng hơn, đừng vội hài lòng với những gì mà mình đang có. Bạn càng cố gắng thì kết quả lại càng vượt ra khỏi suy đoán của mọi người và kỳ vọng của chính bạn. Các mối quan hệ xã giao chính là một trong những yếu tố không thể thiếu, góp phần thành công của bản mệnh trong tháng năm âm lịch này. Bạn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí còn được quý nhân trợ lực, việc khó khăn cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn hẳn. Dịch mã xuất hiện cho thấy, bạn càng cố gắng buông bỏ công sức ra làm việc bao nhiêu, thì thành công lại càng vang dội bấy nhiêu. Vì thế, đừng ngại làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách lười biếng. Sự chăm chỉ của bạn ắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo, để cấp trên cân nhắc phân công cho những công việc trọng đại hơn, giúp khẳng định vị thế của mình. Cát tinh nguyệt mã đem lại may mắn cho bạn, dù bạn đang làm trong bất cứ ngành nghề nào. Nếu đi theo con đường học hành nghiên cứu, thì bản mệnh sẽ giỏi nhiều môn. Nếu là công chức thì phụ trách được nhiều lĩnh vực, được cấp trên tin tưởng, và nếu làm nội trợ thì đảm đang, quán xuyến được việc nhà. Về phương diện tài lộc, con đường tài lộc của người tuổi Mậu Thân trở nên vô cùng rực rỡ trong tháng 5 năm 2024 âm lịch này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa đem tới cho bạn nhiều cơ hội bứt phá, việc mở rộng quy mô kinh doanh hay mạng lưới khách hàng cũng trở nên suôn sẻ hơn hẳn. Thời điểm này, bản mệnh cần xác định mục tiêu cụ thể cho mình và cố gắng hết sức mình để thực hiện điều đó. Tất nhiên, quá trình đi đến thành công chẳng hề đơn giản. Có nhiều lúc bạn sẽ phải vất vả, bôn ba, thậm chí chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ. Tuy nhiên, hãy kiên cường, tự tin vào bản lĩnh của mình, bạn sẽ dần dần tháo gỡ vướng mắc và vươn lên. Dịch mã cho thấy, nếu người làm công ăn lương muốn kiếm được nhiều tiền hơn vào thời điểm này, thì cần phải xông xáo, nhiệt tình hơn trong các công việc của tập thể. Nếu còn sức lực và thời gian, đừng ngại làm thêm hay nhận thêm nhiệm vụ. Nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Quý nhân xuất hiện trong tháng năm âm định này cũng sẽ giúp bạn gặt hái nhiều điều thuận lợi hơn. Khi chinh phục đỉnh cao, bạn có thể học hỏi thêm được nhiều điều hay từ đối phương, thậm chí sẽ tìm được phương hướng mới cho con đường phát triển sau này. Về phương diện tình cảm, gia đạo, xem tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Mậu Thân âm lịch, chuyện tình duyên của người tuổi Mậu Thân có những chuyển biến tích cực. Người đã có đôi có cặp hay còn độc thân thì bạn cũng có cơ hội tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tam hội phụ trợ giúp bạn nhanh chóng mở rộng mối quan hệ của mình và nhận thấy ai là người thực sự chân thành với mình. Bạn hãy thử cho đối phương một cơ hội để hai bên có thể tiếp xúc, trò chuyện thường xuyên hơn. Nếu thấy người đó phù hợp với mình, hai bạn có thể tiến những bước xa xôi hơn, quan hệ lứa đôi ấm lên nhanh chóng. Nguyệt mã giúp bạn thể hiện những điểm mạnh của mình, ai cũng có thể nhận thấy rằng bạn là người tài hoa, nhanh nhẹn, tháo vát nên muốn tiếp xúc với bạn, gần gũi hơn với bạn. Dù đôi bên không thể tiến tới quan hệ tình cảm thì cũng trở thành bạn bè, thậm chí người đồng chí hướng, cổ vũ nhau trên những phương diện khác của cuộc sống. Với người đã tìm được nửa kia hoặc đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một hòa hợp hơn, đôi bên đã dần dần khắc phục được những quan điểm bất đồng, bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Nếu có thời gian rảnh, hai người có thể tìm cách hâm nóng lại tình cảm đôi bên, khiến cuộc sống thêm phần ngọt ngào. Về phương diện sức khỏe, có thể thấy rằng tháng 5 âm định này là khoảng thời gian khá vất vả đối với người tuổi Mậu Thân.
bởi bạn phải bôn ba, cạnh tranh nhiều mới giành được lợi thế trong công việc. Vì thế sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm, nhiều khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Nguyệt mã chiếu mệnh cũng cho thấy bạn cần phải cẩn thận hơn khi lao động chân tay, vận hành máy móc, đừng nên để sự lơ là, sơ sẩy của mình gây ra những hậu quả đáng tiếc. Dịch mã khuyên bạn khi đi xa hoặc tham gia giao thông trên đường cần phải tuân thủ luật đường bộ, chớ nên vượt đèn đỏ hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi để tránh vướng phải những sự cố không đáng có. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhớ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, không nên cố gắng quá sức khiến cơ thể phải chịu áp lực trường kỳ. Nếu có thể, hãy rèn luyện thể dục thể thao khiến cơ thể khỏe mạnh hơn. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Mậu Thân sinh năm 1968? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Nhìn chung 10 ngày đầu tháng 5 âm này khá yên bình với người tuổi Mậu Thân. Trên phương diện sự nghiệp, bạn có thể nhân lúc này để mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Khi có mối quan hệ rộng rãi, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn vì có mọi người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ. Tình hình tài chính có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm này, có thể là vì bạn đã nắm được xu thế thị trường nên đưa ra những nước đi đúng đắn. Hãy tiếp tục giữ vững các thế mạnh của mình, bạn có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Khía cạnh tài chính lúc này thăng hoa, tỷ lệ thuận với sự nghiệp của bản mệnh, nhiều người có thu nhập cao hơn trước rất nhiều do bạn chăm chỉ và không ngừng nỗ lực cải thiện các kỹ năng kiếm tiền của bản thân. Người tuổi Mậu Thân có thể an tâm hưởng thụ thành quả khi vận trình của bạn đang có rất nhiều tín hiệu tích cực, mọi việc diễn ra thuận lợi, khiến mọi người phải ghen tị với may mắn của bạn đấy. Sao thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người tuổi Mậu Thân có rất nhiều khởi sắc, tuy nhiên, vì bạn không chịu chủ động nên quan hệ với ai cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi thôi, có lẽ bạn vẫn khó có thể tìm ra nửa kia phù hợp với mình. Với người đã có đôi có cặp, tình hình mâu thuẫn giữa vợ chồng bạn dường như ngày càng căng thẳng, thậm chí có người nghĩ đến việc chia tay. Hãy dành thời gian cân nhắc thật kỹ và tìm ra căn nguyên của mọi vấn đề, xem mối quan hệ này còn có thể cứu vãn được hay không. Quý nhân, Thìn, Mão. Tiểu nhân, Ngọ, Tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Con số may mắn, 56-92, 34. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm của 12 con giáp dự báo, đường sự nghiệp tốt, thiên ấn và chính quan mang đến cho Mậu Thân tin tốt cho những người đang nắm chức quyền, nhảy việc, đi xa làm ăn hoặc thi cử, học lên cao. Sẽ có lúc bạn thấy số mình lận đận, nhưng đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hãy chờ tin tích cực từ đồng nghiệp hoặc cấp trên, tuần mới Mậu Thân có quãng thời gian may mắn, ngoài sự đều hanh thông, công việc thuận lợi, an nhàn, bạn đi làm như đi chơi, nhưng vẫn đạt được hiệu quả tốt, được cấp trên hết lời khen ngợi. Đây sẽ là thời điểm vượng vận khí nhất, khá thích hợp để những người làm kinh doanh đưa ra quyết định đầu tư, hợp tác làm ăn. Con giáp này sẽ có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tác đáng tin cậy. Hãy duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài để đôi bên cùng có lợi. Tiền bạc rủng rỉnh, nhưng bản mệnh không quên lập kế hoạch tiết kiệm để dành tiền bạc cho những việc cấp bách về sau. Đây là thói quen khá tốt mà tuổi này nên duy trì. Đường tình cảm thuận lợi, đặc biệt là các mối quan hệ xã giao. Nhiều gia đình sẽ đón người thân từ nước ngoài, từ thành phố khác trở về, đến chơi, một vài mâu thuẫn làm chuyện tình cảm gặp sóng gió. Tuy vậy, Mậu Thân không cần phải phiền lòng vì những cãi vã nhỏ đâu nhé, vì mọi người luôn luôn yêu thương bạn. Quý nhân, Thìn, Tý. Tiểu nhân, Sửu, Mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số may mắn 43, 09, 24. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Có thể nói rằng thời gian này rất may mắn với người tuổi Mậu Thân. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, nên công việc nào cũng có thể hoàn thành dễ dàng. Thậm chí bạn còn có cơ hội chạm tay vào mục tiêu mình đặt ra từ trước. Tình hình tài chính cũng phát triển rực rỡ. Bạn biết mình cần phải làm gì để chiếm lấy lợi thế, vượt lên trên đối thủ. Nhờ vậy, bạn thu hút được lượng khách hàng lớn mới, cạnh tranh những khách hàng cũ trung thành. Bạn chi tiêu mà không cần lo nghĩ quá nhiều. Bản mệnh được quý nhân dẫn đường, chỉ lối, tìm thấy nhiều cơ may tài lộc, tiền kiếm về tay không ít. Nhờ thế mà con giáp này có thể tự tin khởi động một vài kế hoạch đầu tư mà mình đã tính toán từ lâu. Chẳng những vậy, may mắn còn đến với con giáp này trong công việc.
tinh thần làm việc lên cao, bản mệnh cảm thấy khá thoải mái khi không phải đối mặt với nhiều áp lực nơi công sở. Mọi thứ tiến hành trôi chảy. Bạn không cần quá lo lắng nhiều, chỉ cần làm theo kế hoạch đã đề ra là có được kết quả như mong đợi. Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Bạn có thể cởi mở và thử trò chuyện với một vài người, biết đâu trong số đó có người phù hợp với bạn đấy. Cuộc sống của các cặp đôi ổn định, bạn và người ấy dành nhiều thời gian để trò chuyện và thấu hiểu. Dù đôi bên vẫn có những quan điểm bất đồng, nhưng hai bạn biết bao dung và thấu hiểu nhau, sẵn sàng thay đổi bản thân vì đối phương. Quý nhân, Tị, Mùi. Tiểu nhân, Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số may mắn, 6609, 23. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, tháng 5 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích vượng tài lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Mậu Thân với tuổi Tý. Tý và Thân được cho là một cặp trời sinh, bởi cả hai đều hài hước, vui tính và hòa hợp với nhau. Tình yêu của họ cũng thật mãnh liệt và lãng mạn, khiến cho nhiều người phải ghen tị. Tuổi Mậu Thân dù luôn tôn thờ chủ nghĩa độc lập, tự do, nhưng không bao giờ cảm thấy khó chịu, bị bó buộc trong vòng tay của người tuổi Tý. Cặp đôi này có thể quấn quýt với nhau, cả ngày không rời và cùng nhau tạo nên nhiều khoảnh khắc ý nghĩa tuyệt vời. Tý và Thân cũng dễ dàng hòa hợp với nhau trên phương diện làm ăn, kinh doanh. Thân sáng tạo và có con mắt nhìn xa, trông rộng, sẽ là người đứng đầu tổ chức công việc, lập kế hoạch cho những bước đi vững chắc. Tý quyết đoán và giỏi ứng biến với nhiều tình huống sự cố bất ngờ xảy ra. 2. Tuổi Mậu Thân với tuổi Sửu. Sửu và Thân là hai người có tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng may mắn sự khác biệt ấy lại là cầu nối giúp họ xây dựng một mối quan hệ lâu dài, gắn bó. Trên phương diện tình yêu, họ thấu hiểu và chung thủy với nhau. Sửu khéo léo và cách quản lý người yêu, Thân luôn cảm thấy tự do, thoải mái với mối quan hệ này. Tuy nhiên, cặp đôi này lại khó có thể tìm thấy tiếng nói chung trên phương diện hợp tác làm ăn. Tuổi Sửu chăm chỉ, cần mẫn và kiên trì với một mục tiêu cố định. Điều đó có vẻ làm Thân khó chịu khi họ nhanh nhẹn, tháo vát và có thể thay đổi mục tiêu bất cứ lúc nào. 3. Tuổi Mậu Thân với tuổi Dần. Dần và Thân khó có thể hòa hợp và duy trì mối quan hệ lâu dài, dù trên phương diện tình cảm hay tình yêu. Một lời khuyên chân thành đó là cặp đôi này phải thực sự nghiêm túc, thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau mới có thể phát triển tình cảm. Nếu nóng vội, không nghiêm túc thì cuộc tình này mang lại nhiều khổ đau hơn là hạnh phúc. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ của Dần và Thân cũng khó có thể duy trì lâu dài. Những người tuổi Dần có sự ảnh hưởng sâu sắc của tiền bạc, địa vị và uy quyền. Họ sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu đến khi đạt được những điều mình mong muốn. Còn Thân lại thích hưởng thụ hơn là lao động vất vả. Khi gặp khó khăn, họ dễ chán nản và chạy theo những điều mới mẻ, hấp dẫn khác. 4. Tuổi Mậu Thân với tuổi Mão. Mão và Thân đều cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn của đối phương ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Mối quan hệ của họ nhanh chóng phát triển và ngày càng trở nên gắn bó, thân thiết. Trên phương diện tình yêu, họ có khá nhiều quan điểm và sở thích trái ngược nhau. Mão có phần được nhút nhát nhưng mà thích không gian yên tĩnh. Thân thì ngược lại, năng động, sôi nổi và luôn có mặt ở những chốn đông người. Tình yêu của hai tuổi này có bền vững, lâu dài được hay không, còn phụ thuộc vào sự thấu hiểu, nhường nhịn và tình cảm của hai bên. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này chỉ thực sự hiệu quả nếu như Mão và Thân đảm nhiệm đúng vai trò, vị trí của mình. Tuổi Mậu Thân nên là người lãnh đạo, chỉ huy và lập ra kế hoạch rõ ràng, còn Mão sẽ là cánh tay phải đắc lực, giúp đỡ Thân hoàn thành công việc. 5. Tuổi Mậu Thân và tuổi Thìn. Thìn và Thân đều là hai người có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp, gặp gỡ và xây dựng nhiều mối quan hệ mới. Tình yêu của hai tuổi này thật mãnh liệt và hạnh phúc. Họ hòa hợp với nhau và luôn biết cách làm mới tình cảm của mình. Đôi lúc mối quan hệ này xảy ra những mâu thuẫn gay gắt, nhưng điều quan trọng là tình yêu nồng nàn có thể khiến cho họ bỏ đi cái tôi của mình, sẵn sàng nhường nhịn tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Thìn và Thân là cặp đôi khá lý tưởng. Nếu họ trở thành đối tác làm ăn của nhau, những công việc khó khăn,
nguy hiểm sẽ không khiến cho họ sợ hãi bỏ cuộc, bởi thân ưa mạo hiểm, còn Thìn sẵn sàng đối mặt với khó khăn. 6. Tuổi Mậu Thân với tuổi Tỵ. Ban đầu, tình yêu của Tỵ và Thân thật mãnh liệt, lãng mạn, họ thích những cuộc vui chơi, chuyến đi du lịch xa xôi cùng bạn bè để khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tỵ và Thân cuốn hút nhau bởi họ có chung sở thích và đam mê, tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng bị nguội lạnh bởi Tỵ khi yêu có tính sở hữu cao, còn Thân lại muốn được tự do, thoải mái. Nếu hai bên không biết nhường nhịn, lắng nghe tâm sự của nhau, thì mối quan hệ này rất dễ đổ vỡ. Sự hợp tác của Tỵ và Thân trong công việc làm ăn sẽ đem lại nhiều hiệu quả, thành công, nhưng mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra nếu như Thân quá đề cao vai trò của mình. Hơn nữa, Tỵ cũng là người rất tự tin, không thua kém ai. Hai tuổi này đều muốn mình là người đứng đầu lãnh đạo công việc. 7. Tuổi Mậu Thân với tuổi Ngọ. Thân và Ngọ có nhiều điểm tương đồng về tính cách và sở thích, vì vậy tình yêu của họ cũng thuận lợi, hòa hợp và suôn sẻ hơn. Thân và Ngọ hâm nóng tình cảm của mình bằng cách tạo cho nhau nhiều khoảnh khắc lãng mạn, đáng nhớ và những món quà bất ngờ thú vị. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ này xảy ra mâu thuẫn, họ rất khó làm hòa được với nhau. Họ sẽ buông xuôi và theo đuổi một cuộc tình mới lãng mạn, vui vẻ hơn. Thân và Ngọ đều thích tự do và bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ, độc đáo. Họ có thể hợp tác làm ăn với nhau, nhưng mối quan hệ này sẽ không đạt được hiệu quả cao. Nếu gặp phải khó khăn, Thân và Ngọ đều có xu hướng chán nản, thay đổi mục tiêu. 8. Tuổi Mậu Thân và tuổi Mùi. Mùi và Thân dù có tính cách và nhiều quan điểm trái ngược nhau, nhưng họ lại có thể xây dựng mối quan hệ hòa hợp, gắn bó lâu dài, bởi Mùi hiền lành và biết nhường nhịn, sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của Thân. Dù đến lúc ham chơi không quan tâm đến Mùi, nhưng Thân vẫn luôn chung thủy, dành nhiều tình cảm sâu sắc cho người mình yêu. Ngược lại, nếu hai tuổi này hợp tác làm ăn, kinh doanh với nhau, sẽ có nhiều mâu thuẫn, bất đồng xảy ra. Mùi nghiêm túc tập trung vào công việc, trong khi Thân lại tỏ ra thờ ơ với những kế hoạch của Mùi. Mối quan hệ này thường xuyên trải qua nhiều căng thẳng và khó có thể gắn bó lâu dài. 9. Tuổi Mậu Thân với tuổi Mậu Thân. Nếu hai tuổi Thân yêu nhau, họ sẽ xây dựng một tình yêu lâu dài, bền vững, cùng nhau trải qua những khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống. Ngôi nhà của họ sẽ tràn ngập hạnh phúc, niềm vui và tiếng cười. Tuy nhiên, hai tuổi Thân đều rất bận rộn với công việc và thích tự do. Họ hiếm khi dành toàn bộ thời gian của mình cho gia đình. Đó là lý do tại sao đôi lúc căn nhà của Thân thật bừa bộn. Người tuổi Mậu Thân không bao giờ chịu thua kém một ai, họ thích lãnh đạo và đứng trên người khác. Nếu hai người tuổi Thân hợp tác làm ăn với nhau, mối quan hệ này sẽ nhanh chóng bị đổ vỡ bởi những mâu thuẫn gay gắt thường xuyên xảy ra. 10. Tuổi Mậu Thân với tuổi Dậu. Dậu là người sống tình cảm và lãng mạn, mơ mộng, họ mong ước sẽ có một chuyện tình đẹp như trong cổ tích. Thân có suy nghĩ hiện thực, thích tự do và không muốn bị bó buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào. Hai tuổi Dậu và Thân có nhiều quan điểm bất đồng, bởi vậy tình yêu của họ có thể được tìm thấy sự hòa hợp. Tuy nhiên, nếu vẫn nghiêm túc yêu thương nhau, Dậu và Thân vẫn có thể duy trì được một tình yêu trọn vẹn, lâu dài. Sẽ đẹp hơn nếu như Dậu và Thân sẽ trở thành đối tác làm ăn của nhau. Thân sẽ là người lãnh đạo tiên phong trong công việc, còn Dậu luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ Thân, thành công trong sự nghiệp. Sự hợp tác này mang lại nhiều hiệu quả, họ có thể thành lập một công ty riêng cho mình. 11. Tuổi Mậu Thân với tuổi Tuất. Tuất và Thân đều năng động trong cuộc sống, sôi nổi trước đám đông, vì vậy họ dễ trở thành một cặp đôi trong tình yêu. Dường như Tuất có thể hiểu mọi suy nghĩ, hành động của Thân, dù họ có cố gắng che giấu. Tình yêu của hai tuổi này có thể duy trì lâu dài, ngày càng bền vững, bởi tuổi Tuất rất trung thành. Điều đó giúp Thân luôn cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tay của người mình yêu. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuổi Tuất sẽ mang đến nhiều may mắn, thuận lợi cho sự nghiệp của tuổi Mậu Thân. Thân dù đôi lúc cố chấp, bảo thủ, cũng phải cúi đầu ngả mũ trước sự thuyết phục lý lẽ của Tuất. Hai tuổi này bổ sung hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. 12. Tuổi Mậu Thân với tuổi Hợi. Hợi hiền lành và nhút nhát, sẽ luôn cần sự chăm sóc, bảo vệ của tuổi Mậu Thân. Trong tình yêu, họ dành cho nhau nhiều tình cảm chân thành, mãnh liệt và sâu sắc. Hợi cảm thấy ngại ngùng khi xuất hiện trước đám đông, bởi vậy Thân sẽ là người giúp cho Hợi tự tin hơn trong cuộc sống. Những người tuổi Khỉ ham chơi, ít khi dành thời gian chăm sóc cho gia đình và sự xuất hiện của Hợi sẽ khiến gia đình họ trở nên ấm cúng,
hạnh phúc hơn. Sự kết hợp của hai tuổi này sẽ mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực làm ăn, buôn bán. Họ có cùng chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu. Vì vậy mối quan hệ này trở nên hòa hợp, gắn bó lâu dài. Sự chăm chỉ thật thà của Hợi luôn khiến tuổi Mậu Thân tin tưởng, hài lòng. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trên đời này có người thích bạn, cũng chẳng thiếu người không thích. Đó là điều rất bình thường. Cho dù bạn có tốt đến đâu, hoặc người kia hoàn hảo đến thế nào, cũng không thể như mình mong muốn. Bởi vì tốt hay xấu là một chuyện, có thích hay không lại là chuyện khác. Ai cũng muốn sống một cuộc đời thật xuất sắc, vì những người mình thích mà sống. Đây mới là thái độ sống tốt nhất. Đừng vì những người mình không ưa mà đánh mất niềm tin của bản thân. Điều đáng buồn trong cuộc đời này là bạn không được sống cùng với những người mình thích, không được làm những việc mình muốn, từ đó sẽ sinh ra khổ. Nhưng mọi việc trên đời này hay những người ta gặp đều do số phận sắp xếp sẵn. Tất cả đến với ta đều là một chữ duyên. Phật dạy rằng vạn sự tùy duyên. Bạn chỉ cần tôn trọng mối duyên đó, bình thản đối mặt với mọi thứ. Ngoài trở cảnh chính là cái bóng soi nội tâm của chúng ta phản chiếu ra. Chúng ta nghĩ gì trong lòng không khó để có thể nhận ra từ bên ngoài. Khi ta lạnh lùng, ta sẽ nhìn mọi việc với thái độ bàng quang. Khi ta khép lòng, ta nhìn đâu cũng chỉ thấy sự ích kỷ. Có khi lòng ta khoan dung độ lượng, mới có thể nhìn thế giới ngoài kia tràn ngập sự ấm áp và hy vọng. Hiểu được chữ buông của đạo Phật sẽ giúp ta tránh phí hoài một đời vô nghĩa. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.